Chào quý vị đến chương trình trực diện TV. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang xét xử một vụ đại án lịch sử, một vụ đại án mà gây ra một cái sự thất thoát vô cùng to lớn, làm ảnh hưởng nặng nề đến cái hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam. Một vụ đại án mà bị thao túng bởi cá nhân và gia đình của bà Trương Mỹ Lan trong một thời gian rất dài và có sự che chở, có sự tiếp sức, có sự coi như là đồng phạm của rất nhiều thành phần, trong đó có cả những cái quan chức nữa, những cái cơ quan quản lý, những cái cơ quan kiểm tra và những cái đơn vị chức năng mà coi như là có ảnh hưởng tới cái việc kinh doanh của bà Trương Mỹ Lan. Và thông qua rất nhiều các cái việc giúp sức như vậy, dù cho trực tiếp hay là gián tiếp, nó đã làm cho bà Trương Mỹ Lan dễ dàng để mà tham ô một số tiền lên tới không phải là 3.000 tỷ hay là 300 tỷ mà là 300.000 tỷ đồng. Nghe cái con số thôi là chán ván mặt mày rồi, bao nhiêu là tài nguyên của đất nước, bao nhiêu là tiền của người dân, và bây giờ nó rơi vào tay của bà Trương Mỹ Lan. Bà Trương Mỹ Lan đã thao túng cả một cái ngân hàng SCB, một cái ngân hàng mà trước đó đó nó được hợp nhất bởi ba cái ngân hàng do làm ăn nó thua lỗ, và sau đó thì người ta tái cơ cấu lại và hợp nhất ba cái ngân hàng đó trở thành SCB, cũng hy vọng rằng nó sẽ hoạt động cho đúng đường lối. Tuy nhiên thì bà Trương Mỹ Lan căn cứ theo cáo trạng truy tố và xác định rất nhiều các hành vi và cáo buộc trên nhiều cái tội trạng, cụ thể là trên ba cái tội danh: tội tham ô tài sản, rồi tội mà đưa hối lộ, và cái tội vi phạm các cái quy định về coi như là vấn đề kinh doanh tiền tệ đó, vấn đề cho vay, vấn đề tín dụng và những vấn đề và hoạt động của ngân hàng. Thật ra thì chúng ta chú ý đến cái tội tham ô thì nhiều hơn, bởi vì cái tội đó là cái tội có thể là cái mức hình phạt cao nhất của nó là tử hình. Trong khi đó thì cái tội đưa hối lộ thì cái mức hình phạt cao nhất của nó không có là tử hình. Thì cho nên rằng nhiều người đó thì phán đoán rằng bà Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt một số tiền cực kỳ lớn như vậy, đã làm thất thoát một số tiền lớn như vậy, đã hủy hoại một cái ngân hàng, làm cho ngân hàng nó chìm đắm và nó âm vốn và đã làm cho rối loạn cái xã hội trong một thời gian. Ít nhất là sau khi mà có vụ án được nổ ra thì nhiều người đã bỏ những cái đồng tiền xương máu của mình để mà đi mua những cái trái phiếu theo cái lời hướng dẫn, cái lời dụ dỗ của các cái nhân viên ngân hàng, để rồi cuối cùng họ bị mất trắng những cái đồng tiền vô cùng mà coi như tức tưởi như vậy. Và cái hậu quả của nó thì sau cái vụ mà Trương Mỹ Lan thì chúng ta biết rồi. Mặc dù rằng tại phiên tòa cũng như là trong cái quá trình điều tra, và bị cáo á, là Trương Mỹ Lan cũng đã khai ra, hoặc là thậm chí còn nói là đưa thêm những cái tài sản mà gọi là ngoài sổ sách, tài sản mà chưa bị kê biên, để mà tiếp tục mà gọi là khắc phục hậu quả. Tuy nhiên thì tất cả những cái tài sản mà chúng ta thấy hiện có đó, nó cũng không đủ để mà bù lại cái phần mà gọi là phần hao hụt. Do đó thì chúng ta mới thấy được rằng cái số tiền mà nói đến bà Trương Mỹ Lan, ví dụ như nói 1.000 tỷ họ chả thấm gì cả, nói đến 5.000 tỷ, 10.000 tỷ chả thấm gì cả, mà nó phải tới 100.000 tỷ, bởi vì nó gây ra thất thoát như vậy. Chúng ta thấy rằng đây báo chí cũng đăng rất là rõ ha, thí dụ như là chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố về tham ô chiếm đoạt 304.000 tỷ của SCB. SCB đó là ngân hàng, họ thậm chí là họ còn nói rằng đó là cái thiệt hại của họ còn lớn hơn nữa, chứ không phải là nói như vậy đâu. Thí dụ như là báo chí ngay tại phiên tòa người ta cũng đã khai như vậy. Chúng ta thấy rất là rõ ha. Vụ án Trương Mỹ Lan, SCB nói thiệt hại lớn hơn 498.000 tỷ đồng, chứ không phải là 304.000 tỷ. Tức nghĩa là gần 500.000 tỷ đồng đó quý vị. Tỷ đồng mà dùng cái từ là 500.000 tỷ đồng, tức là nửa triệu tỷ đồng. Kinh khủng thiệt. Và nói đến bà Trương Mỹ Lan thì bây giờ đó, trong cái quá trình mà xét xử thì như thế nào? Trong cái quá trình lấy lời khai thì người ta cũng phải điều tra, và người ta đã thu thập khá nhiều các cái số liệu và kết luận rằng bà Trương Mỹ Lan là cái người
À, đầu tiên hết khi mà thành lập cái SCB đã thu mua, đã dùng rất nhiều những cái cá nhân, những cái người thân để mà thu gom các cái cổ phiếu của SCB và đến cái mức mà lên tới 91%. Tất cả những cái cáo buộc trong cáo trạng nó như vậy mà không biểu gì cái lý do gì. Không hiểu là vì luật sư hay là vì những cái người tư vấn gì hay là bà ta đã ra tòa mà có những cái điều bà ta khai đó nó không có phù hợp với trong cáo trạng, hay nó đúng hơn là phản cung, hay nó đúng hơn là chối tội, hay nó đúng hơn là quanh co, hay nó đúng hơn là không có nói thật. Bà ta đã chối rằng là cái số tiền không có cái ý định là thao túng ngân hàng, và bà ta cũng không có đứng mà chủ sở hữu mà lên tới 91%. Những cái tên tuổi nó là khác. Tuy nhiên thì cũng diễn biến tại phiên tòa thì chúng ta thấy rằng ở trong một cái chỗ khác thì bà Trương Mỹ Lan lại khai nhận rằng là việc bà ta có thể dùng cái khả năng của mình để mà bù đắp lại cho các ngân hàng. Và còn nói luôn là những cái việc mà mua cổ phiếu đó là do những cái người bạn, những người thân, những cái người quen biết, ngay cả những người trong gia đình, thậm chí là con cái, chồng con, em cháu gì nhiều, rất là nhiều. Và kể cả có các cái tổ chức cá nhân ở nước ngoài nữa. Những cái điều đó ai cũng biết đó là vệ tinh của bà Trương Mỹ Lan, và bà ta mang cái chất quyết định rất là dữ dội. Thì bây giờ bà ta quanh co để mà nói vòng vo để mà dẫn dắt cái hội đồng xét xử và muốn lái cái sự việc này nó đi theo một cái hướng khác. Chúng ta thấy rằng đó trong cái vụ án của bà Trương Mỹ Lan thì ngày hôm qua thật ra thì cũng đã xét xử, thì bà Trương Mỹ Lan cũng có những cái điều ngoại trừ cái chối tội ra, bà ta còn đổ lỗi cho cấp dưới nữa. Có thể nói rằng một cái người mà ra tòa mà thiếu cái sự thành khẩn, trong khi cái tội ác, cái tội mà gây ra đối với vụ án này là rất nặng. Người ta nói nhiều về cái việc mà án kinh tế hay là án có bị thất thoát, án mà có liên quan số tiền đó, thì không có cái mức án tử hình. Nhưng mà chúng ta thiết nghĩ là trong cái vụ án này đó là vụ án nên có cái mức án tử hình. Ngoại trừ cái bà mà Thanh Nhàn ra, tức nghĩa là cái người mà nhận cái số tiền hối lộ lên tới 5,2 triệu Mỹ Kim là một số tiền cực kỳ lớn. Thậm chí là bà Trương Mỹ Lan cũng nói là không có chủ động hay là không có chỉ đạo để mà đưa những cái số tiền như vậy. Và bà ta đổ lỗi cho cấp dưới rất là dữ dội. Chúng ta thấy rằng đây là báo chí tường thuật lại nha quý vị, chứ không phải là tự Minh Giang đặt ra. Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan ra sức đổ tội cho cấp dưới. Rất là rõ ràng. Một cái người thiếu cái sự mà can đảm, trong khi đó mình là cái người lãnh đạo. Thậm chí là đổ lỗi luôn cho những cái người mà đã khuất rồi nữa, những cái người mà không có còn có mặt nữa. Và trong khi cần cái sự hợp tác để mà lôi ra ánh sáng đó, thí dụ như cái đồng tiền của bà Trương Mỹ Lan, các hoạt động khuất tất của bà Trương Mỹ Lan, tại sao một tay có thể che trời? Tại sao mọi việc làm mang tính chất nó không có minh bạch như vậy và che giấu rất nhiều các cái sự sai phạm của bà Trương Mỹ Lan? Thì dĩ nhiên là có các quan rồi. Cụ thể trong cái hoạt động ngân hàng là các quan thanh tra ngân hàng, và còn có ai khác để trong cái trường hợp mà bà ta lót tay lót chân tặng tiền hay không? Mà những cái điều đó rất là quan trọng, bởi vì nó giúp phần lớn cho cái việc mà phá án trong cái giai đoạn 2, thậm chí là có thể giai đoạn 3 nữa. Người ta cũng biết rằng để mà điều tra sâu rộng hơn cái đường dây của cái đồng tiền nó chạy tới đâu thì dĩ nhiên cái tội phạm được phát hiện tới đó. Bà Trương Mỹ Lan có hàng trăm ngàn tỷ đồng tiền Việt Nam như vậy, chiếm đoạt để làm gì? Ngoại trừ tiêu xài cá nhân, ngoại trừ mà mua tài sản hoặc làm đầu tư hay là chuyển tiền cho nước ngoài các thứ đi, thì bà ta trong cái quá trình mà để làm được cái việc đó thì bà ta phải bôi trơn, phải lót tay hoặc là phải kính biếu, kính tặng, kính cho gì đó để mà làm nó mới dễ dàng như vậy. Ai cũng biết rằng trong cái quá trình làm việc của bà ta đó chắc chắn là phải có những cái điều đó. Bởi vì trong cái vụ án này cũng đã phát hiện rất là nhiều. Chúng ta thấy những cái đồng tiền mà gọi là đưa hối lộ nó rất là kinh khủng. Và người ta chỉ phát hiện được mới có chừng đó thôi.
Thì bây giờ đó, trước cái phiên tòa, mặc dù đối diện với ba cái tội danh và có cả cái tội danh có mức án cao nhất là lên tới tử hình, nhưng mà vì sao bà Trương Mỹ Lan lại chối tội? Bà Trương Mỹ Lan lại không thành khẩn và có cái ý gọi là vòng vo, có cái ý là quanh co. Thì như vậy thì nó đã thách thức cái tòa án hay chưa, và cần thiết á phải có một cái mức án đủ răn đe để làm sao chẳng những á là răn đe mà còn trừng phạt cho nó đúng, và bên cạnh đó nó giúp cho cái việc mà mở rộng cái vụ án ở giai đoạn 2, giai đoạn 3. Chứ còn bây giờ là trong cáo trạng người ta đã ghi rất là rõ như vậy rồi. Xác định, dĩ nhiên là cáo trạng của viện kiểm sát khi mà đưa truy tố một cái người ra phiên tòa là người ta tổng kết và người ta phúc cung lại tất cả những cái hồ sơ ở trong ở phía bên cơ quan công an, cơ quan điều tra, và những cái cơ sở tin cậy được thì cơ quan công tố người ta mới đưa ra cái cáo trạng. Đã có cáo trạng như vậy rồi nhưng mà ra vẫn chối, vẫn quanh co. Cái điều này nó giải thích rằng đó là bà Mỹ Lan hình như biết chắc rằng tòa án chả bao giờ dám xử bà tử hình, hoặc là họ biết rằng là tòa án sẽ không bao giờ xử được bà mức án tử hình. Và họ căn cứ theo luật pháp của Việt Nam, họ nói rằng luật pháp Việt Nam phải dành cho bà một cái quyền nhân đạo. Và cái quyền nhân đạo đó là cái gì? Là rất nhiều thứ, bởi vì trong quá trình mà làm việc, các người mà giàu có trong Việt Nam lúc nào mà không làm từ thiện. Bà Trương Mỹ Lan cũng vẫn làm từ thiện. Người ta nhớ đến cái mùa Covid thì bà Trương Mỹ Lan và cái tập đoàn của bà ta cũng đã chi ra một cái số tiền lên tới hình như là cũng cả hàng ngàn tỷ đồng tiền Việt Nam để mà mua các cái vaccine, và vaccine để mà tặng cho thành phố Hồ Chí Minh hình như là mấy triệu liều đó, vaccine mà mua của cái gì của Trung Quốc, và những cái điều đó đó rồi hàng loạt những cái vấn đề mà làm từ thiện khác nữa, chỉ có cái sự đóng góp, và người ta cho rằng đó là một trong những cái tình tiết giảm nhẹ mà cần thiết, phải không thể nào xử bà Trương Mỹ Lan là bà ấy chắc là tử hình. Có lẽ biết cái bức án như vậy cho nên là bà Trương Mỹ Lan rất là nhẫn nhơ, và bây giờ thì dù cho muốn giảm đi nữa thì cũng không bây giờ mà giảm xuống được 20-30 năm, cho nên là bắt buộc thôi. Thì cứ nói mà không có thành thật, nhưng mà ở góc độ pháp lý đó chúng ta thấy rằng thường thì tâm lý của các cái bị cáo, tâm lý của những người tội phạm khi mà họ bị đối diện với cái mức mà bị trừng phạt cực kỳ nặng, họ mới bắt đầu hợp tác, họ mới đưa ra những cái lời lẽ nó đúng đắn hơn, và nó mới giúp cho cái cơ quan chức năng người ta phá được cái vụ án một cách toàn diện hơn. Tôi nói ví dụ như mà trong cái trường hợp của bà Trương Mỹ Lan này mà xử cái án chung thân, mà sau này cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 mà lại hỏi bà ta về vấn đề cái tiền nó cho ai. Bây giờ nó nói tiền cho ai, nói tao không nhớ. Không nhớ là thế nào? Mình đưa cho quan chức nào, mình đưa cho những cái nhóm này nhóm kia là ra làm sao? Bây giờ nói là những cái số tiền đã cho rồi thì không nhớ. Đất tiền nó phải của chị đâu mà chị cho là chị không nhớ. Thí dụ như tỏ vẻ là mình là người giàu, người có, người dư tiền ăn bạc để, cho nên là mình cho người ta là chuyện không đáng, không cần nhớ, không nhắc lại. Thì đúng là những cái người mà có tiền thật của mình. Còn ở đây là trong cái vụ án, cái tiền này là tiền mà người ta cho rằng là biển thủ, cái tiền này cho là tham ô, và mình phải có trách nhiệm, phải nhớ, có trách nhiệm là phải cho biết rằng cái số tiền nó đi đâu. Ra trả lời phiên tòa là không nhớ gì hết. Vậy là không nhớ là như thế nào? Đây là cái điều mà chúng ta thấy rất là đặc biệt. Do đó đó thì thí dụ như ở đây ha, đây hầu hết các khoản vay của SCB là đảo nợ rồi, bà Trương Mỹ Lan không nhớ cái việc mà cho tiền các cái lãnh đạo SCB. Cái gì mà tôi cho rồi thì tôi không có nhắc lại, tôi không nhớ nữa. Việc bị cáo xác định có cho nhân viên, tổng thể nhân viên gì đó, rồi ngay cả cái việc mà chỉ đạo SCB thì bà Lan cũng nói rằng bà ta không có chỉ đạo, bà ta không có liên quan gì hết. Nhưng mà thực tế đó thì nó hoàn toàn khác. Cho nên thông qua những cái ngày xét xử vừa rồi
thì nhiều cái ý kiến cũng nói rằng là tòa án cần phải rất mạnh tay đối với những trường hợp quanh co chối tội như là bà Trương Mỹ Lan. Chỉ có khi mà tuyên cái mức án mà tử hình thì lúc đó, đó mai ra bà Trương Mỹ Lan mới nhớ được những cái hành vi phạm tội của mình, mới chỉ ra những cái đồng tiền đã cho ai, cho quan chức nào, cho cá nhân nào, chuyển cho tập đoàn nào, công ty nào và những cái cá nhân nào đứng hộ tên cho các cái cổ phiếu, các cái doanh nghiệp của mình. Đến bây giờ ra mà phiên tòa mà còn hỏi tòa hỏi là cáo trạng xác định là các cái doanh nghiệp ma, còn giả vờ như là không biết gì hết, quay ngược lại hỏi doanh nghiệp ma là thế nào. Ngay cả những cái luật sư hay là những cái cá nhân nào đó mà tư vấn cho bà ta đó, mà theo những cái hướng như vậy chúng tôi cho rằng nó chẳng những không giúp gì được mà còn làm hại thêm trong mắt của những cái người dân. Người ta thấy là những cái đồng tiền như vậy, những cái tài nguyên của đất nước, những cái tài nguyên chung của cộng đồng, bao nhiêu là tiền của tự nhiên chảy vào trong một cái gia đình như vậy, một cái cá nhân như bà Trương Mỹ Lan mà lại thao túng được một thời gian quá dài. Thay vì những cái tài nguyên đó phải chia cho những người khác, người ta làm ăn nó đàng hoàng hơn, những cái ngân hàng cần phải chuyển tiền đến những cái doanh nghiệp mà người ta còn thiếu vốn và người ta có tài năng, người ta có cơ hội để mà làm ăn nhưng mà họ không đi vay được. Trong khi đó thì ở đây nó thao túng và cái kinh doanh tiền tệ ở chỗ này hoàn toàn bị lũng đoạn. Cả một cái ngân hàng biến thành sở hữu của tư nhân, của cái tập đoàn của Vạn Thịnh Phát. Luật pháp không có ở nơi này. Cho nên á, là bây giờ đã phát hiện đó là một cái thành tích rất lớn của cái chương trình đốt lò. Tuy nhiên cái mức án nữa, cái mức án người ta cần nói rằng phải nghiêm khắc nữa. Cái kẻ mà nhận 5,2 triệu Mỹ Kim thì bây giờ không thể nói là cái giảm nhẹ này giảm nhẹ kia để mà cuối cùng xử mức án mà có tù có thời hạn hay là chung thân. Người ta đòi hỏi phải có một cái mức án tử hình, một mức án cao nhất. Và đối với bà Trương Mỹ Lan cũng phải. Bà Trương Mỹ Lan nếu như mà ra phiên tòa mà khai báo đó, mà cho thấy rằng ăn năn hối cải, cho thấy là hợp tác điều tra, cho thấy rằng việc vạch mặt chỉ tên những cái kẻ nào đó mà giúp sức cho mình, hoặc là những cái đồng tiền của mình mà mình chuyển cho kẻ này A kẻ B để nó trở thành một công cụ cho mình phải lôi họ ra ánh sáng. Đó mới gọi là hợp tác, đó mới là hưởng những cái tình tiết giảm nhẹ. Trong khi ở đây thì bà ta nói là cho rồi không nhớ, cố tình để mà nói sai đi và còn quanh co nói tầm bậy về cái nguồn gốc của cái cổ phiếu ở trong ngân hàng, nói rằng mình không thao túng, không thao túng nhưng mà mình chỉ đạo cái gì đó là ở cấp dưới nó nghe, và những người chủ tịch của ngân hàng, những người chủ tịch hội đồng quản trị, những người tổng giám đốc của ngân hàng SCB đều khai, thì khai rằng lúc nào cũng nhận chỉ thị của bà Mỹ Lan. Thậm chí là những cái đồng tiền mà hàng ngàn tỷ đồng để mà trở về gia đình của bà Trương Mỹ Lan cũng theo sự chỉ đạo của bà Lan. Rõ ràng những cái lời khai như vậy đó, những cái chứng cứ khác nó tập trung vào bà Trương Mỹ Lan, nhưng mà bà ta vẫn cứ chối là chối, cứ nói vanh co như vậy. Mà cả một cái nhóm luật sư mà bảo vệ cho bà Trương Mỹ Lan không biết họ ngồi đó họ làm cái gì nữa, mà hay là họ vui vẻ khi mà họ thấy rằng bà Trương Mỹ Lan đang dẫn dắt cái hội đồng xét xử đi một cái chỗ như vậy. Cho rằng những cái vụ án như thế này chỉ có cái mức án thôi nó mới làm cho người ở trong cuộc tỉnh lại, chỉ có phạt cái mức án cao nhất mới hy vọng rằng cái ở phần tòa phúc thẩm hay là cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 mà điều tra bổ sung thì mới nhận được cái sự hợp tác chặt chẽ của bà Trương Mỹ Lan. Chứ còn mà cứ áp dụng giảm nhẹ này giảm nhẹ khác để cái xử có mức án mà nhẹ hiều đó, nó chả có tác dụng gì hết. Thì đó là cái điều mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ trở lại trong chương trình tới khi mà cái diễn biến phiên tòa có thêm những cái tình tiết. Và người ta đang chờ đợi những cái sự bùng nổ ở trong cái phiên tòa với những cái lời khai mang tính chất đặc biệt và nó tạo ra những cái điểm nhấn. Nhưng mà đến ngày hôm nay vẫn chưa thấy. Chưa thấy bà Trương Mỹ Lan, đặc biệt là cái đầu mối bà Trương Mỹ Lan. Bà Trương Mỹ Lan tại sao mà được làm giàu trong một thời gian rất là dài như vậy? Một cái hệ thống ngân hàng không mà che trời có đủ chưa?
Và trong hàng loạt các cái dự án mà đầu tư của bà Trương Mỹ Lan có những cái sự sai phạm hay không? Về cái hoạt động ở bên lĩnh vực mà đấu thầu hay lĩnh vực mà trúng các cái dự án, lĩnh vực mà kinh doanh về cái bất động sản, nó có những cái điều gì sai trái hay không? Có được nâng đỡ không trong sáng hay không? Và mọi người cũng đang muốn biết những cái điều đó nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn để mà chờ đợi và tin tưởng rằng cơ quan pháp luật, tin tưởng vào cái hệ thống, cái chương trình đốt lò nó sẽ tiếp tục để mà làm rõ cái vụ việc này, đặc biệt là ở giai đoạn 2 hay là giai đoạn 3. Còn hôm nay thì xin tạm ngừng tại đây. Kính chúc quý vị một ngày thật là an lành, thật là vui tươi.